mồm à? Sốt đúng mồm à? Huyền Thăng mình mừng sốt hết mặt à? Được đấy, mẹ suốt đầy mặt đi kìa. Sướng như hám hang. Mẹ hơi lên đỉnh nhiều đúng không? Lên đỉnh làm sao mà lên được. Cứ tưởng là lên đỉnh là sướng nhất rồi, nhưng mà ai ngờ câu thức to sướng hơn.